Thưa quý vị, kinh doanh online luôn là thị trường hấp dẫn cho những ai không cần bỏ quá nhiều vốn, mong muốn tiếp cận người mua nhanh nhất và quảng bá sản phẩm tới nhiều người hơn. Nắm bắt được tâm lý nhiều người tham gia bán hàng online cho các trang mỹ phẩm trên mạng xã hội dưới hình thức là tuyển cộng tác viên không còn mấy xa lạ. Không phải bỏ vốn đầu tư, hoa hồng cao là có thể trả lại sản phẩm nếu không bán được, là chính sách các trang bán hàng dùng để lừa tuyển cộng tác viên rồi chiếm đoạt tài sản. Và để làm rõ hơn về hình thức lừa đảo này, hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau đây. Tôi mới về thì phát hiện ra tôi mới bị lừa mất hết 5 triệu. Nếu mà tính ra mấy gói hàng này giá không có tới mà một bịch là 370 ngàn. Và đối với những trường hợp này đó, thì chúng tôi thấy rằng do cái sự nhẹ dạ và cả tin và ham lợi, cho nên đó là nhiều người đã dính vào cái bẫy của những người lừa đảo. Từ khóa tuyển cộng tác viên mỹ phẩm, hàng loạt bài viết đăng tuyển tìm kiếm cộng tác viên xuất hiện, từ quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Không phải bỏ vốn đầu tư, hoa hồng cao có thể trả lại sản phẩm nếu không bán được, là chính sách hậu hĩnh mà các trang mạng bán hàng để tuyển cộng tác viên bán hàng. Đóng vai một người đang tìm kiếm công việc cộng tác bán mỹ phẩm online, chúng tôi liên hệ với một tài khoản đang đăng tuyển cộng tác viên bán thuốc giảm cân. Qua trao đổi có hai hình thức cộng tác viên là đăng bài và bán hàng. Đối với hình thức đăng bài, cứ mỗi sản phẩm bán được sẽ nhận phí 40.000 đồng. Còn đối với cộng tác viên bán hàng, phải mua một sản phẩm mới được đào tạo ra đơn. Ngoài ra, việc bị bom hàng, người bán phải chịu một nửa chi phí giao hàng cho bên phân phối. Và việc để nhận được mức chiết khấu hoa hồng cao, người bán phải nhập hàng với số lượng từ 20 đến 10.000 hộp. Ngoài ra, chúng tôi còn liên hệ với một chủ tài khoản chuyên cung cấp thực phẩm chức năng đến từ Hàn Quốc. Đối với chính sách bán hàng, cộng tác viên được cung cấp một website và một tuần có 4 buổi đào tạo về sản phẩm cũng như chính sách trả thưởng. Cứ mỗi sản phẩm bán ra, cộng tác viên sẽ lãi mấy trăm ngàn như lời người đăng tuyển nói. Thưa quý vị, trêu đầu dê bán thịt chó là thành ngữ chúng tôi dành cho những chiêu trò quảng cáo đăng tuyển cộng tác viên hiện nay. Không bỏ vốn nhưng phải mua sản phẩm mới được đào tạo, trả lại hàng phải chịu phí ship, hoa hồng cao phải nhập hàng số lượng lớn mới mong có lãi, và bán một sản phẩm lãi hơn 50% với giá gốc. Liệu sản phẩm có đúng giá trị hay không? Có thể thấy trong thời gian qua, không ít các chị em nội trợ, bà mẹ bỉm sữa, những người không có công việc ổn định vì ham lợi đã bị các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Dưới đây là một nạn nhân đã bị các đối tượng trên chiếm đoạt hàng triệu đồng. Đây là nạn nhân trong chiêu trò tuyển cộng tác viên thời gian vừa qua. Không có việc làm trong thời gian dịch bệnh diễn ra, với mong muốn có thu nhập trong thời gian tìm kiếm việc làm cố định, chỉ lên mạng và tham gia cộng tác viên cho trang mạng bán mỹ phẩm Hàn Quốc. 6 tây tháng 6 thì tôi có lướt Facebook, tôi thấy một cái trang web tên là bán mỹ phẩm của mặt nạ Hàn Quốc, thì tôi mới vô comment là nó kêu là thì chị cứ đăng bài mỗi ngày đi, một ngày chị đăng bài thì chị sẽ được 80 ngàn. Thì tôi mới đăng bài lên, thì tôi nghĩ là chỉ đăng lên vậy thôi, ví dụ tôi kiếm ngày 80 cũng được, giữa tháng được 2.4 triệu. Nhưng khoảng đăng được 2 ngày thì có mấy người vô kết đề nghị kết bạn với tôi, hỏi là của chị bán mỹ phẩm hả? Tôi mới trả lời đúng rồi. Nó nói vậy bên chị có giao hàng không? Thì tôi nghĩ là ủa sao mà mới đây đăng ký mà sao có người mua nhanh vậy? Thì tôi cũng nhiệt tình, tôi nói thôi kệ để lấy hàng về bán đi để kiếm lời. Có mấy người là đặt hàng của tôi nhưng mà lấy số lượng lớn quá, nhiều tiền, tôi mới đề nghị kêu gửi số tài khoản ứng tiền đặt cọc trước đi. Thì bên kia đó nó không đồng ý, thế tôi mới hủy bỏ bên đó. Thì có một con bé tên là nick Facebook tên là Sarah SM, nó mới nói thôi bây giờ em ở Thủ Đức nè, em mở tiệm xì ba, bây giờ chị giao hàng cho em đi. Em lấy có 12 túi thôi, thì tôi lấy địa chỉ nó lên giao hàng á. Thì lên trên đó thì không có gặp nhỏ đó, thì gặp một bà chủ trên ngay giữa đường Thủ Đức á. Bà mới nói là em ơi em bị lừa rồi, tại vì cách đây 2 ngày á cũng có hai vợ chồng kia cũng đem hàng lên đi giao, không ngờ á nhỏ này đặt hàng xong mà bơ
tại vì là con nhỏ này là trong cái nhóm của tụi nó luôn, thì tôi điện cho nó thì nó chặn số điện thoại tôi luôn, cái chặn Facebook tôi luôn. Rồi tôi mới về nhà thì tôi nghĩ trong cái hộp mà giao hàng đó nó có tờ giấy đó là xin đổi hàng đồ, có địa chỉ công ty, thì tôi mới dậy lên đó tôi đổi hàng. Thì không ngờ lên cái địa chỉ đó, đúng cái địa chỉ đó, nhưng mà không phải cái tiệm bán mỹ phẩm này mà là của tiệm spa của người khác. Rồi tôi mới về thì phát hiện ra tôi mới bị lừa, mất hết 5 triệu tài hàng tôi ôm rồi chết này. Và đối với những trường hợp này đó, thì chúng tôi thấy rằng do cái sự nhẹ dạ và cả tin và ham lợi, cho nên đó là nhiều người đã dính vào cái bẫy của những người lừa đảo. Những người có hành vi lừa đảo này đó, chúng tôi thấy rằng thường chỉ nhắm vào các cái sinh viên đang làm việc bán thời gian và những người không có công ăn việc làm, những cái bà mẹ còn bỉm sữa ở nhà làm nội trợ vì hám lợi mà không phải bỏ ra nhiều thời gian. Và những cái người lừa đảo này sẽ cho người bán hàng nhìn thấy cái lợi trước mắt, và sau đó từ từ là họ bước sang cái bước là lừa đảo tiếp theo. Tháng 8 vừa qua, Công an huyện Hàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã điều tra và bắt Trương Văn Hải về hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 2 tỷ đồng. Với chiêu thức nhận tiền đồ khô, quần áo mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ vào trang Hội Những Bà Bầu ở Korea. Khi các nạn nhân chuyển tiền cọc, Hải ấm tiền và bốc hơi. Ngoài ra còn có hàng loạt vụ việc xảy ra với hình thức tương tự diễn ra khắp địa bàn cả nước. Thưa các bạn, cái hành vi rao bán hàng rồi rao bán cái sản phẩm online rồi nhận tiền của khách hàng đó mà không giao hàng, thậm chí có những cái trường hợp người bán rồi kinh bán đó hàng đó chủ động khóa và xóa tài khoản, thì đây là được xem là những cái thủ đoạn gian dối vì họ đã bỏ trốn để mà chiếm đoạt tài sản. Trường hợp mà không đủ cái dấu hiệu mà truy tố và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự đó thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Thì theo đó, cái người nào mà dùng thủ đoạn gian dối hoặc là bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, và đồng thời sẽ bị áp dụng các cái hình thức xử phạt bổ sung như là tịch thu tang vật phương tiện hành chính. Cái người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 174 của Bộ luật hình sự hiện hành nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm, và cái mức phạt cải tạo không giam giữ là đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo cái mức độ vi phạm. Để giảm tình trạng nhiều người trở thành nạn nhân, cơ quan chức năng cần có nhiều động thái hơn về vấn đề này. Đặc biệt hiện nay, môi trường Internet, mạng xã hội phát triển một cách nhanh chóng. Những trường hợp lừa đảo thông qua môi trường Internet khó để có thể kiểm tra, rà soát. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng để có thể nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý những vi phạm, không để các đối tượng lừa nhiều người. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần có hình thức phổ biến, tuyên truyền kiến thức về vấn đề này cho người dân, để người dân có thể tự phòng tránh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.